Mua xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì em lại tiếp tục mang tới cho anh chị và các bạn một siêu phẩm gầm cao 7 chỗ full size của nhà Toyota. Một chiếc Toyota hạng sang, đó chiếc Toyota Land Cruiser phiên bản VX V8 4.6, sản xuất là 2020, xe có ngoại thất là màu trắng. Các chi tiết của chiếc xe thì phải nói là chủ xe rất là giữ gìn, xe làm bánh với quãng đường chỉ 18.000 km thôi anh chị ạ. Xe rất đẹp. Các bác đã quan tâm có thể qua trực tiếp cửa hàng là Vạn Lộc Auto, địa chỉ đơn vị là số 19A Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để xem chi tiết cụ thể mẫu xe này. Xe đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Để rõ thông tin cụ thể về thời gian vay, lãi suất, anh chị và các bạn hãy liên hệ, em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể để các bác có thể tham khảo. Với chiếc xe này, đơn vị bán ra thì luôn cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ, xe không đâm va, không ngập nước, bao check test toàn quốc. Đây là các chi tiết anh chị và có thể quan sát qua, như từ những cái phần ốc ác của chiếc xe thì nó vẫn còn tem mác của nhà sản xuất và của đại lý anh chị nhé. Đấy, những cái phần con ốc này đã được kiểm tra tại đại lý Toyota và đã đơn vị Toyota người ta đã dán tem niêm phong, tem vỡ rồi. Đấy, các bác khi mà có động chạm vào nó sẽ tự động cái tem đấy nó sẽ bị vỡ đi, nhưng mà tất cả cái hiện trạng của chiếc xe nó vẫn còn nguyên zin, thì các bác có thể thấy qua từ những phần ốc ác của chiếc xe. Xe khi nhập về thì đơn vị đã kiểm tra rất là kỹ càng rồi, nên anh chị và các bạn có thể yên tâm, tất cả các cam kết đều thể hiện trên văn bản hợp đồng giấy tờ, nên anh chị và các bạn yên tâm. Đấy, không gian cốp thì rất là rộng rãi và có trang bị cốp điện. Với đuôi xe thì với những cái thiết kế như liền mạch giữa hai cái đầu đèn bằng chính giữa là bằng cái thanh mạ chrome với dòng chữ Land Cruiser, và những cái chi tiết sơn si rồi những cái phần mép lối mép cản của chiếc xe nó vẫn còn rất là khít. Không gian bên trong thì rộng rãi cho ba người ngồi, với khoang hành khách ngồi thứ ba này. Đây, các bác có thể thấy qua từ chi tiết tạp đi cánh cửa, mọi chi tiết rất đẹp. Với những phần chất liệu của chiếc xe nó toàn chất liệu cao cấp thôi. Với dòng Toyota này thì về chất lượng của chiếc xe ấy, thì nó giữ được trong cái tình trạng là hoàn hảo và rất mới. Chất lượng ghế nó rất là đẹp nhé, ngồi rất là thoải mái và dễ chịu và êm. Ở hàng ghế thứ hai thì nó có trang bị cửa gió điều hòa cũng như là các phím điều chỉnh chức năng. Đây là phần cánh lái này. Anh chị và các bạn hãy quan sát về phần keo chỉ ốc ác của chiếc xe. Đấy, mọi chi tiết rất đẹp. Từ những cái phần anh chị có thể thấy qua thì từ những cái phần tạp ly rồi là những phần tay nắm cửa, tay mở cửa này. Đấy, rất là hoàn hảo. Các phím điều chỉnh chức năng, rửa đèn pha rồi là gập gương, chỉnh gương, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Đấy, chi tiết rất đẹp ạ. Từ những cái phần màn hình giải trí này cũng các phím bấm nó còn rất rõ anh chị nhé, có các chế độ làm mát ghế, sấy ghế. Đấy, không gian bên trong để em mở cho bác có thể thấy, sẽ có trang bị cho bác hộp lạnh để giúp chúng ta có thể giữ lạnh trong mùa hè này, có thể di chuyển những chuyến đi xa cần những chai nước mát. Đấy, hệ thống cam 360 đầy đủ, công nghệ an toàn trên mẫu xe này rất nhiều. Và để trải nghiệm về mẫu xe gầm cao 7 chỗ full size của nhà Toyota Land Cruiser này, anh chị và các bạn hãy qua cửa hàng để xem xe và lái thử. Với chiếc Toyota Land Cruiser sản xuất là 2020, phiên bản máy 4.6 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá 5 tỷ 350 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp cho các bác là có nhu cầu. Đấy, các bác có thể tham quan về phần máy móc này, những phần mà chi tiết mà những phần mấu lối của chiếc xe đã được đơn vị Toyota người ta đã dán tem mác vào cho anh chị và các bạn. Đấy, đơn vị đã khi trước khi mua xe này đã mang vào Toyota để kiểm tra rồi, nên Toyota người ta đã dán những cái phần tem để niêm phong để cho anh chị bạn thấy được một chiếc xe rất đẹp và hoàn hảo từ những phần nội thất của máy móc của chiếc xe. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của anh chị và các bạn.